đóng nữa chắc clip nó cả tiếng luôn á. Nhưng mà nó rất là nặng các bạn thấy không? Nè các bạn nhìn đi, không thì các bạn có thể tham xem con số đây các bạn nhìn đi. 8,6 kg cho một cái con loa. Ờ, kinh không? Rồi, 11 driver. Rồi, vụ để tạm gì nha các bạn, vụ chỉnh sau đi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Video ngày hôm nay thì Vũ sẽ không giới thiệu về cái blog karaoke nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ một video rất là hay cho tất cả những khách hàng đang xem kênh của Thiên Vũ và luôn cả những anh em kỹ thuật có thể mở rộng và biết thêm nhiều sản phẩm hay cho những cái sự kiện, những cái dự án của mình. Thì trước mặt Vũ đây là video hôm nay là Vũ sẽ mổ bụng cũng như là sẽ xem bên trong cái nội thất của cái driver loa mà Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó chính là dòng Maui I1 và một dòng nữa là một dòng Maui Sat 44. Xin lỗi mọi người ha, 442 nha. Đó, đây là hai dòng. Thì trong một cái tệp series lớn của LD System thì Vũ đã chọn ra được hai cái mã lo này để Vũ review cũng như là giới thiệu các bạn. Thì các bạn biết xem kênh của Thiên Vũ thì thường là trong một series hãng nó rất là nhiều size, nhưng Vũ thì sẽ chỉ chọn lọc những cái size mà nói chung là nó sẽ đạt được cái mức hiệu quả nhất cũng như là đạt được cái ưu điểm và những nhu cầu mà Vũ đề xuất ra thì nó phù hợp, thì Vũ sẽ giới thiệu và đưa về và giới thiệu cho các bạn cũng như là khách hàng. Và hai con loa này thì Vũ sẽ tập trung, các bạn thấy là xem kênh Vũ thì bạn xem karaoke rất là nhiều, nhưng mà thì video này thật ra hai con loa này karaoke cũng được, nhưng mà hai loa này Vũ muốn giới thiệu với các bạn cũng như khách hàng nó sẽ phù hợp nhất cho những cái công trình, những dự án thương mại, phòng họp hay là âm thanh, đặc biệt nhất là dành cho âm thanh nhà thờ cũng như là chùa chiền rồi nào các bạn ha. Đó thì nó sẽ rất là phù hợp. Tại vì sao? Tại vì hai con loa này nó là đều là hai con loa hệ là column cả. Thì đa phần các bạn, những các bạn mà làm lâu năm, chúng ta biết là những cái dòng series loa column là nó chuyên để đánh cho nhà thờ, để nó giảm thiểu cũng như là tối ưu về cái mặt vang. Và trên đây Vũ giới thiệu các bạn là vì hai con loa này với cái giá thành cực kỳ hợp lý nha các bạn. Giá thành cực kỳ hợp lý và cái chất lượng âm thanh cũng như là cái độ hoàn thiện của hai series loa này rất là tốt, nên Vũ sẽ review cùng mọi người. Rồi, ok, thì đầu tiên là Vũ sẽ chia sẻ về cái con I1 với các bạn ha. Mình sẽ cùng các bạn khui nói sơ về tham số kỹ thuật con này và khui ra cho các bạn cùng xem bên trong cái nội thất cũng như là cái chất lượng thực tế nha các bạn. Bên trong luôn, không chỉ là nhìn vào tham số kỹ thuật. Rồi, ok, các bạn hãy cùng Vũ lên cái màn hình TV này ha. Đây, ok. Thì trước mặt các bạn đây thì đối với cái dòng mà series Maui I1 á, thì nó sẽ luôn luôn mặc định là nó sẽ có là hai phiên bản, mà cái giá với một cái giá thành rất là hợp lý, nó chỉ đâu đó là chưa tới 20 triệu một cây. Và với cái công suất cũng như là cái độ build của cái sản phẩm thì nó rất là tốt và rất là chất lượng, cũng rất là phù hợp cho rất là nhiều khách hàng cũng như là những nhà thờ mà chúng ta đang gọi là có thể nói là với điều kiện kinh tế nó hạn hẹp, hoặc là đối với những cái dự án với kinh tế hợp lý mà cần nó hiệu suất cao mà giá thành hợp lý, thì cái con Sori Maui I1 này cũng là một sự giải pháp cho tất cả những khách hàng có thể chọn lựa được. Rồi, thì trước đây thì các bạn thấy về Maui 1, các bạn thấy á, thì là con này nó luôn mặc định là có trắng và có đen, và nó có một cái badge rất là gọn. Nhưng mà đặc biệt ở trên hãng họ chỉ để cho chúng ta một cái badge chữ U thôi, nhưng thật ra đối với Maui I1 á thì nó sẽ có một cái badge rất là gọn, nó giống như cái badge của SE các bạn. Thì nó rất là gọn và rất là thẩm mỹ, và nó là thuộc dạng badge module, các bạn có thể treo trên, treo dưới, treo giữa, thì nó sẽ rất là linh hoạt cho những anh em mà lắp đặt, vừa thẩm mỹ và có rất là nhiều góc phủ cũng như là bẻ góc rất là dễ dàng và rất là dễ tinh chỉnh nha. Rồi, thì tất cả các bạn thấy trên đây thì hãng có đưa ra là hiện tại với con loa này đang hỗ trợ là tới 9 driver loa các bạn. 9 driver loa mid-range là 3 in và một củ và hai củ jack là neo các bạn. Đó. Và công suất của nó là 120W RMF đánh ở chế độ 8 ohm, đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta đánh program là nó sẽ là 240 và đánh FBL cao nhất là của nó là 360 các bạn ha. Rồi, ok. Thì các bạn coi tham số sơ các bạn, để Vũ cho các bạn coi tham số sơ sơ. Đấy, đây. Cho các bạn chờ một xíu. Đây, đây là tham số. Nó đi rất là rõ ràng. Rồi,
các bạn xem tham số kỹ thuật với Cùng Vũ nha. Đây là trang chính chính chủ của hãng ở nước ngoài luôn các bạn ha. Thì thông số rất là đầy đủ về hình ảnh cho đến thông tin rất là chính xác. Thì các bạn những khách hàng mà những giáo xứ, những các cha nào mà ở đang cần muốn đầu tư hay cần muốn thay đổi hệ thống thì có thể xem cái sản phẩm này là cũng là một cái sản phẩm để mình tham khảo. Rồi. Rồi. Ok. Về nói về dB thì SDL của nó chỉ rơi đâu đó là chỉ có 116 dB thôi, là max SDL của con này. Đó. Và tại sao nó lại thấp? Chắc là khách hàng sẽ thắc mắc của Vũ là tại sao con này không bán karaoke mà và nó so sánh gì với cái con mà Vũ đang bán rất là nhiều cho khách hàng và SDL rất là lớn là 134, đó chính là con IC38. Thì nó có một lý do. Tại vì đối với cái mô hình mà dành cho nhà thờ hay những cái phòng họp hoặc là những chùa chiền á, là âm thanh nó rất là vang. Thì Vũ đã từng chia sẻ về góc độ kỹ thuật thì về cơ chế cơ bản á, thì con này nó lợi hơn và nó phù hợp với nhà thờ hơn so với IC38. Dù biết rằng là SPL của IC38 là nó tới 134 dB thì nó rất là lớn, nhìn rất là nhiều so với con này. Nhưng mà về cái sự ứng dụng phù hợp á, thì con này nó sẽ phù hợp hơn. Tại vì con này là nó nhiều driver hơn, nhiều driver loa hơn so với IC38. IC38 chỉ có 8 driver thôi. Thì vì cái việc mà SPL lớn nó không quan trọng trong cái mô hình của nhà thờ. Tại vì khi mà chúng ta dồn vào cái lực SPL lớn thì cái vị trí gần loa nó sẽ rất là ồn và nó sẽ bị bị hum tiếng. Thì cái trong nhà thờ là họ cần đáp ứng là tiếng phải nghe rõ, nói phải giọng dày, chép phải sang, sáng. Và tất cả mọi người với cái số lượng người rơi 100, 200, 300, 400 khách có thể nghe được rõ ràng, không cần nhất thiết phải lớn nha, chỉ cần rõ thôi để họ biết họ nói cái gì thôi. Đó. Thì cái con này nó sẽ phù hợp hơn. Tại vì cái con này SPL dù nhỏ nhưng mà hiệu suất thực tế mà khi mà hoạt động và ứng dụng đúng nơi, đúng chỗ nó thì nó là hiệu suất lớn. Vì driver nhiều hơn thì cái cường độ SPL của nó sẽ mở không cần phải quá lớn, nhưng mà độ phóng của nó sẽ được đi xa hơn rất là nhiều. Và những vị mà ngồi ở gần loa này, cường độ nó sẽ không gây độ ồn cũng như là giảm đi cái độ hum cho cái căn phòng, cũng như là giảm thiểu cái cơ chế về vang các bạn ha. Và vẫn đảm bảo được khả năng tái tạo về micro. Thì vấn đề ở đây Vũ đang nói cái con I1 nè. Vũ đang thích là thích con I1 nhất nha. Nên hôm nay Vũ tập trung vào cái con I1 là đầu tiên. Về cái giá thành dưới 20 triệu, I1 là một dòng loa là bao gồm indoor và outdoor. Bạn biết cái cây này bạn thấy không? Và mình cho các bạn coi nha. Rất là nặng nha các bạn. Nhìn vỏ con này là vỏ hợp kim nguyên khối. Hợp kim nguyên khối. Đó. Hợp kim nguyên khối. Nó trọng lượng nặng chính thức của nó là tới 8,6 kg luôn nha các bạn. Rất là nặng các bạn. Đó, nó đúc luôn. Nên là cái vỏ là vỏ đúc luôn. Nên và về phần hoàn thiện của sản phẩm thì nó ở đạt mức trên 90% về độ hoàn thiện. Luôn cả về mặt nước sơn. Phần vỏ nước sơn nó làm rất rất chi là đẹp luôn. Về phần con ốc cũng vậy. Họ làm rất là sắc nét. Cameraman có thể quay cận cảnh giúp mình. Luôn cả nét chữ in các bạn. Nói chung là nhìn nó rất là cao cấp nha các bạn. Đấy, đây có series email đồ rất là rõ ràng và chỉnh chu. Đây, đây là cái mã của sản phẩm LD Maui I1 nha các bạn. Đây là cái mẫu mà mẫu ưng nhất mà Vũ đang rất là thích nó và muốn đưa đến tay cho những khách hàng, cũng như đưa đến tay cho những âm thanh của nhà thờ, những cái phòng họp, vì nó ở góc độ là về kinh phí hợp lý, thứ hai là hiệu suất, hiệu quả chuyển đổi cao. Đấy, rồi. Ok, đây là nói về phần vỏ các bạn, rất là nặng nha các bạn. Nè, các bạn nhìn con chuột đi, là không có quảng cáo ảo đâu các bạn. Không hề quảng cáo ảo đâu, chuột mình gồng lên nè. Nó rất chi là nặng nha các bạn. Rồi, chút nữa mình mổ ruột ra cho các bạn sẽ xem được cái chất lượng của nó. Rồi, một cái hay nữa của cái con này á, tức là từ trên xuống dưới là không hề có những cái tiếng kêu lạ lùng nào bất kỳ. Luôn cả mình gõ tác động vật lý như thế này luôn. Nó rất là im. Thì điều này nó sẽ thể hiện được một cái việc là khi mà hiệu suất loa có ở hoạt động cường độ lớn, con này nó sẽ không xảy ra những trường hợp là những cái tạp âm không mong muốn, ví dụ như là cái màng lưới rè hay là cái vỏ này nó cạ vô này nó nghe rung, nó bị rim, nó bị rung. Thì thường thường là nó sẽ rất là tối kỵ những cái vấn đề đó cho những cái loa mà đặc biệt là đòi hỏi cái chất lượng âm thanh cao. Các bạn ha, logo LD, hai màu trắng đen nha các bạn ha. Rồi, ok, cameraman, đổi xíu ha. Rồi, cái ngoài việc ra cái con loa Maui I1 này
Nó là tại sao Vũ nói tầm giá, tại vì đây là một dòng loa bao gồm cả indoor và outdoor. Indoor outdoor chỉ một loa nhất, chỉ một mẫu, một model này nhất các bạn. Đây là một cái thế mạnh thì nó sẽ giúp cho việc ví dụ như Vũ ví dụ về nhà thờ đi, thì đối với các cha có thể dùng cái mẫu loa này. Thứ nhất là về thẩm mỹ nhỏ gọn và cái độ hoàn thiện cao. Cái thứ hai là có thể đồng bộ được các bạn, dùng chữ đồng bộ là đồng bộ từ trong ra ngoài, từ bên trong nhà thờ hay đến ngoài ở nhà thờ, hoặc là có thể trên cây hay bất kỳ nơi đâu, chỉ với một series loa duy nhất thì các cha có thể đồng bộ được, hoặc là những phòng họp có thể đồng bộ được một mẫu loa. Này là chống nước, nó là chế độ outdoor đầy đủ. Đây là thêm một cái thế mạnh của cái con loa này. Và một cái nữa mà con loa này có một cái thế mạnh nữa là ngoài việc mà đánh ohm thì con loa này có cơ chế đánh von nha các bạn ha. Rất là hay. Đây, cameraman thấy gần mình để lên đùi Vũ lúc nào các bạn. Cho cameraman đỡ khum, tội cameraman quá. Đây. Đây. Tất cả những cái socket này sẽ không đi bằng speaker mà sẽ đi những cái socket trực tiếp như thế này luôn, thì giảm đi cái việc là gọi là đi qua trung gian bởi những cái vật tiếp xúc khác ha các bạn ha. Đấy, các bạn muốn đánh quát thì chúng ta cần gạt ở đây thôi. Chúng ta đánh chế độ 100V. Đấy. Rồi 70V. Rồi, khi mà chuyển qua chế độ 70V, 100V rồi, các bạn muốn đánh ở cơ chế là bao nhiêu watt thì chúng ta sẽ đánh cái kiểu là 7,5, 15W, gạt cái cần này 30W hoặc là 60W. Nó rất là linh hoạt cho những anh em đi làm dự án, cũng như là các cha rất là linh hoạt luôn nha. Vũ nói thật sự là đây một sản phẩm nó rất là thế, nhưng mà Vũ nghĩ là do chưa ai nhìn cái sản phẩm nó ở góc độ rộng nên có thể là nhìn nhận nó chỉ đơn giản là một cái loa phát thôi. Nhưng mà Vũ sẽ là một cái review để đánh giá tổng thể cũng như là ứng dụng nó nào phù hợp. Còn cái socket này các bạn yên tâm nha, đây là dòng outdoor, thì cái chỗ này là khi mà chúng ta đấu dây xong á, nó hãng nó cho chúng ta một cái nắp. Khi mà nắp đậy lại thì cái đường viền này là trong cái nắp đó nó đã có cái ron rồi. Thì để cho các bạn tin tưởng hơn về cái chất lượng của con loa này, cũng như là hãng họ có sự đầu tư rất là kỹ càng cho con series loa này, thì chút nữa Vũ sẽ mở con ốc cho các bạn xem. Ok, rồi, go. Bây giờ các bạn sẽ cùng Vũ mở ruột cái con này. Đây là hãng tặng Vũ các bạn. Đây là một bộ tool của Boss. Rồi, không biết con ốc sao bao nhiêu. Đây, Vũ sẽ cho các bạn coi là cái sự tỉ mỉ. Quan trọng nhất á, chính là tầm giá. Ngoài việc tầm giá ra, nó còn một cái nữa, đó chính là trong tầm giá đó nó ứng dụng được rất nhiều thứ, đánh von được, indoor được, outdoor được. Cái đó là những cái điểm mạnh nhất của cái con loa này mang lại cho cái người sử dụng cuối cùng. Đó là một điểm rất là lợi thế luôn. Đó. Rồi. Vũ sẽ mở từ phía trên trước các bạn nha. Đây là phần phía trên của loa. Đây các bạn. Đây các bạn nghe. Hợp kim nguyên khối nha các bạn. Đấy. Rất là nặng. Đây, cho các bạn coi nè, các bạn sẽ hiểu được nè. Tại sao ao đỏ nha. Ê, tí xíu rớt rồi. Đây, Vũ cho các bạn xem. Đây. Các bạn thấy gì chưa? Đấy. Cameraman quay gần cảnh con ốc đi. Đó. Đấy. Thì cái con ốc này á, tất cả những hệ sinh thái ốc trên con loa này là đều có ron cao su. Và cái ron cao su này là đều tháo ra được cho các bạn. Các bạn có thể linh hoạt tháo ra được nha, nó chỉ một cái lông đền thôi. Nhưng mà nếu á, Vũ khuyến khích khi mà chúng ta đã làm rồi á, thì chúng ta làm cho nó tới. Thì anh em mà kỹ thuật mà ai mà đi làm dự án dùng những cái series này á, mà làm cho những phòng họp hay cho nhà thờ, âm thanh nhà thờ hay là hội trường á, thì nếu chúng ta kỹ á, nếu mà đặt ở ngoài trời á, thì chúng ta chịu khó chúng ta làm thêm cái ron, thêm cái cao su của silicon dành cho những con ốc này sẽ kỹ hơn đó các bạn ha. Thì nó sẽ cho cái lo nó ở hoạt động xuyên suốt ngoài trời mà không sợ nó bị lỗi, bị vấn đề gì cả. Rồi, giờ cùng Vũ mở bụng cái con này đi. Rồi, Vũ thao tác nhanh con này nha. Rồi, 5 con như nhau. Đấy. Nhanh lắm, bộ tool này nói chung là Vũ không có xài máy các bạn. Bộ tool hãng này xài ngon. Nó nói chung là hàng được tặng xài cái gì cũng ngon các bạn. Đấy. Nói chung là để mà khi mà Vũ review sản phẩm á, thì trong một cái danh sách như vậy á, Vũ sẽ lựa ra những sản phẩm mà mình cảm thấy là nó hợp lý nhất, ngon nhất trong cái line sản phẩm của hãng, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó. Anh em kỹ thuật âm thanh làm dự án ở các tỉnh, các nơi, thì chúng ta nên đưa những sản phẩm thật sự nó có năng lực. Vũ dùng từ gọi là sản phẩm có năng lực á, tức là năng lực thực tế nha, chứ không phải là ảo giá nha các bạn. Không ảo giá nha.
tức là có năng lực thực tế. Đó, các bạn nghe chưa? Các bạn nghe chưa? Là các bạn có thể hình dung được đúng không? Nguyên khối hoàn toàn, sơn rất kỹ từ trong cả ngoài. Đấy, cameraman có thể quay từ trên quay xuống nè. Đây, tấm này á cũng là đó, giống bán kalem chưa? Đó. Rồi, tất cả những cái ron phía sau này các bạn, đây là ron cao su để nó tối ưu hóa về việc mà nó kẹp lại để tránh việc là nước nó vô đây, nhưng mà thật ra cái góc phủ của nó như vậy là nước cũng chấp nước luôn, nước cũng không vô nổi đâu. Đó, nhưng mà mình vẫn review thì đã review cho nó tới, nó cho nó chi tiết cho những khách hàng mà người ta mua về sử dụng người ta biết, còn những anh em kỹ thuật chúng ta sẽ hiểu rõ về sản phẩm để chúng ta tư vấn khách hàng. Và cái thứ ba nữa là dành cho những ai đam mê về âm thanh, những anh mà nghiện thì chúng ta có thể, những cái video này sẽ giúp cho các bạn có nhiều thêm kiến thức để chúng ta tối ưu những sản phẩm mà chúng ta muốn tự làm. Đấy, ok. Đây, còn cái lỗ này các bạn suy nghĩ nhiều khi vô nước ha, che rồi nha các bạn ha, nên không sợ vô nước nha các bạn ha, yên tâm cái vấn đề này ha. Rồi, ok. Rồi, đây là driver mà cameraman có thể quay giúp. Đấy, ở nhìn trên xuống từ, các bạn thấy không, cái đường kính từ rất là to nha các bạn, vì con này họ làm tối thiểu, họ không muốn là để cho nó sâu quá, tại vì khi mà sâu quá thì khi mà chúng ta treo lên tường của các nhà thờ hay là những phòng họp nó sẽ đưa ra rất là nhiều, nên hạn họ tối ưu hóa cái phần độ sâu này nó ngắn nhất có thể, thì đồng nghĩa với việc là độ sâu như vậy thì nó sẽ mở rộng cái phần hông nó ra để nó giữ được, nó phải đảm bảo được là tạo ra cái mic low rất là tốt nhất có thể, và đạt được vấn đề là ở góc độ thẩm mỹ nha các bạn ha. Đó, đó, Vũ đã gõ như vậy rồi các bạn ha, giờ Vũ phải mở thêm con nữa mới mở được con kia caramel. Cứ clip này sẽ hơi lâu nhưng mà Vũ nghĩ là các bạn sẽ ủng hộ Vũ những cái video lâu như thế này, từ từ chậm chậm, nhưng mà chúng ta sẽ nắm rất là kỹ từ thứ từng một cái thứ một. Đó, thì thật ra bán hàng á, đối với Vũ thì hiểu sản phẩm nó phải thuộc lòng bàn tay, nó phải hiểu, nó gọi là không phải là công suất không các bạn, mà phải biết là nó phù hợp với ai và giá nó là vậy, nó tại sao giá nó lại vậy và nó tương xứng gì và nó làm được những cái điều gì để mà sở hữu con loa này. Đó, thì nó mới là thật sự quan trọng các bạn, chứ còn loa mà để kêu tiếng hay lên tiếng là chuyện rất là đơn giản và rất là bình thường. Đó, rồi cho các bạn coi. Bạn lưu ý nha, con này karaoke thoải mái nha, Vũ đã test FPL của nó rồi, mid low hát vẫn ok, vẫn ngon là bình thường. Nhưng loa này thì Vũ muốn giới thiệu đến các bạn cũng như khách hàng, anh em đại lý làm, đánh vào dự án, chúng ta đánh vào nhà thờ, chúng ta đánh vào hội họp, hội nghị, rất là hay. Rồi, nó phù hợp hơn ở góc độ kỹ thuật. Rồi, ok, cameraman. Và đây là cái bảng phía sau, đây là cái đầu phần đuôi các bạn, cái chỗ này là cái chỗ mà cấu tụ phân tầng nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó to đùng này. Cameraman nó đứng quá, cameraman không quay được. Đấy, các bạn thấy không, nguyên bản không, các bạn thấy nhìn chất lượng không, từ ốc vít bố cục đồ này nọ làm độ hoàn thiện rất là cao. Thì cái việc mà chúng ta trả tiền á, chúng ta phải trả tiền chỗ này nè. Đó, nó nặng quá. Rồi, ok, luôn cả phần này các bạn, cái phần này là nó sẽ cái ngàm này nè, cái ngàm mí này các bạn thấy không, nó cũng phải có một cái ron lông, thứ nhất là cao su để nó tránh tạo ra những tạp âm. Vũ đã chia sẻ cái này rất là nhiều. Đó, nó thật ra nó cho vô cái khe này đó mày, cái người ta gọi là lọt khe các bạn. Đó, ok ha. Rồi, cũng nhôm luôn nha các bạn, trên dưới gì cũng như nhau. Đó, các bạn thấy sản phẩm nó phải đầm như thế này nè. Rồi, Vũ sẽ kéo ra. Các bạn lưu ý cái chỗ này, thì con này thường thường á các bạn có thể trượt được, nhưng mà đối với con này nó quá dài nên cái độ bót, đặc biệt là hãng này nó làm rất là kỹ, cái độ bót nó bót lắm, nên mình sẽ mở như thế này, mở hướng này. Và các bạn mở từ từ nha, mở đều hai bên, tại vì khi mà chúng ta mở một bên á nó rất là dễ dẹo cái màn lưới nha. Rồi, ok, như vậy là nó đã ra. Các bạn thấy nè, khi mà tại sao nó bót, hồi nãy Vũ nói là khi mà Vũ vừa gõ vào những cái này nè, nó tạo ra những cái tạp âm không có và nó rất là khít và nó rất là đầm, nó không có lõn cõn hay lãng kẽn gì đó. Thì tất cả những cái ron này bao gồm cả chống nước và bao gồm cả vấn đề là xử lý cái những cái mặt tiếp xúc của những vật lý với nhau, tránh tạo ra tạp âm.
quá trình mà lo hoạt động các bạn. Đó. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Rồi, ok, đừng quay loa. Rồi, cái mặt lưới này, loa này là outdoor nên nó sẽ có hai mặt lưới, một ngoài là mặt nhôm, mặt kim loại. Mặt trong của nó là để cái mặt lưới này là loa có thể xuyên âm qua được. Nhưng với cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ điểm lỗ á thì nó rất là nhuyễn, thì việc này nó sẽ giúp cho cái việc khi mà nước tạt vào á thì nó sẽ không có bị xuyên qua đây và nó sẽ không bay vào cái driver loa. Đó, nó không bay vào driver loa nha các bạn ha. Thì để mà test đúng không? Vũ test. Ok các bạn ơi. Anh ơi. Cho giùm chai nước rửa kiến đi. Vũ sẽ test luôn cho các bạn nha. Review thì làm thẳng luôn. Hay chai nước lọc cũng được. Không sao. Các bạn chờ mình xíu. Nhanh. Nước lọc thôi cũng được, chai nước nào. Ừ. Rồi. Mượn Khánh, rồi Khánh đứng chờ xíu đi. Rồi, Vũ sẽ cho các bạn luôn. Đây. Ở đây Vũ sẽ chế như thế này. Đó, các bạn thấy không? Cho ướt thảm luôn đi. Kệ, đã làm review làm cho nó tới nóc luôn. Ha. À, các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ không lọt nước vô cái giữa được. Đây, Vũ rờ đây. Các bạn thấy khô không? Khô không? Khô. Nhưng mà tí xíu nữa nước nó sẽ vẫn thấm nha. Nước vẫn thấm, nhưng mà chỉ thấm trên lớp đen này thôi và nó không thể nào bắn giọt được qua khỏi cái màn lưới này và nó sẽ không bao giờ nó sẽ văng vào cái driver lo. Và cái test này của Vũ gọi là test ngông. Đấy các bạn. Test ngông là tại sao? Tại vì Vũ đang đổ về cái mặt này thì đương nhiên là cái nước nó phải xuyên qua luôn, mà nó cũng còn không xuyên nữa thì làm sao mà xem. Còn thực trạng khi mà mình lắp đặt thì nó là lúc nào lo nó cũng hướng này, đúng không? Hoặc là lo hướng này thì đã mình đổ thẳng trực diện nó như vậy rồi, đối diện đối xứng nó như vậy rồi mà nước còn không xuyên qua được thì mà khi mà mình chế như vậy, khi mình dựng đứng như vậy, nước tạt vào, nước mưa tạt vào thì làm sao mà nó bay qua được màn lo, đúng không các bạn? Đúng không? Vũ đã test, các bạn, Vũ phân tích sâu như vậy các bạn có hiểu được, hình dung được cái việc mà indoor outdoor và những cái vấn đề để giải quyết không? Đó, Vũ làm rất là thực tế luôn. Mình làm sao để cho các bạn hiểu. Hả? Rồi. Ok, bỏ lưới này qua một bên nha. Chết rồi. Nước không. Nước không, kệ bỏ nó đi. Còn cái việc mà cái lưới này á nó ướt á, kệ nó đi các bạn đừng quan tâm. Và cái lưới này á để ngoài nắng là tự động nó khô à, giống như là chúng ta giặt đồ xong là nó tự động phơi đồ luôn nên không cần phải lo. Rồi. Ok, và đây chính là cái loa mà mình đã mổ bụng xong. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là cái loa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hiện tại là chúng ta có 9 driver mid ha. Và chúng ta hỗ trợ thêm hai cái driver và mid này là 3 in nha các bạn. Củ driver 3 in, màn giấy gân cao su. Rồi. Còn cái strap này chúng ta linh hoạt, chúng ta có thể xoay được. Linh hoạt tùy theo chúng ta muốn quay ngược hay treo thì chúng ta cứ mở ra chúng ta linh hoạt nha. Ở đây nó có góc phủ chạc nè, của nó là 120 độ và 35 độ nha, góc phủ của cái driver lo này, 120 độ chiều ngang và 30 độ, 35 độ chiều cao. Thì thật ra làm cho những cái nhà thờ thì đa phần là khoảng cách rất là xa, thì cái độ phủ này thì dư sức rồi. Quan trọng là khả năng độ phóng cũng như là cái độ đi xa của driver lo. Và cái chất lượng âm thanh là nó phải tái tạo được mid low tốt. Và Vũ rất là tự tin, con loa này tái tạo mid low rất 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 là tốt nha. Vũ dùng rất rất là tốt, tức là tái tạo mid low nha. Tại vì cái những cái column á, điểm yếu của nó các bạn thì thường là tiếng nó sẽ rất là mỏng. Và đòi hỏi mà khi mà bù là được mid low, nó cần đòi hỏi nào là cái vỏ thùng nó như thế nào, cấu trúc thùng nó như thế nào, bố trí thùng nó như thế nào. Nói chung nó và vách chúng ta để như thế nào thì để nó tái tạo cũng như là sự cộng hưởng, nó tạo ra một cái mid low tốt nhất. Người ta có thể nói nhỏ hoặc là người ta có thể để cái micro ra xa tí xíu, nhưng mà cái blow là cái giọng trầm các bạn, là giọng trầm nó vẫn giữ nó trên loa này vẫn tái tạo được điều đó. Cái đó mà là sự quan trọng của những cái con column và các hãng đang thi đua với nhau về cái hướng đó nha các bạn. Nhưng mà Vũ đã review rất là nhiều thì vỏ nhôm là một cái phần lợi thế cho cái con loa này, vừa bền vừa trâu, tiếng vừa khỏe, tạo micro càng tốt nữa. Mà con này tới 11 driver thì độ phóng nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Con loa này Vũ không đòi hỏi nó SPL quá nhiều đó, và chỉ cần 120 thôi là đảm bảo là rất là lớn trong những cái môi trường mà mình ứng dụng và hợp lý rồi đó. Ok, bây giờ thì Vũ chép này thì chỉ chép nail 1 in nha các bạn, nail nha, chép là chép nail, hai driver chép nail
và chép đôi. Còn driver đây là những driver mid thì nó là 3 inch. Đó, kích thước mình có rõ ràng cụ thể các bạn. Giờ mình sẽ mở hai cái này cho các bạn xem, làm thực hành luôn các bạn nha. Còn về cái cách mà mở thì tất cả Vũ mở nha. Vừa qua giờ Vũ cũng chưa có mở nữa. Đó, nhưng mà Vũ cùng mọi người review luôn nè. Tại vì bữa nay mới có thời gian, thật ra cầm sản phẩm này cũng là gần 2 tuần các bạn. Hơn 10 ngày rồi. Nhưng mà do quay Maui 5 cho các bạn xem rồi, thậm chí là chưa có thời gian quay Maui G3 nữa cho các bạn xem nữa. Phiên bản G3 nghe hay lắm. Và so sánh những cái phiên bản này phù hợp với những sản phẩm nào. Đó, mình chưa có thời gian mình quay cho các bạn cái đó. Ôi, tí xíu nữa là bay vô màn lo các bạn. Đấy, cameraman có thể quay cận cảnh mình, quá trình mình tháo vít luôn nè. Thoải mái đi cameraman, đừng sợ. Đó, đó, thấy ốc xịn không? Khá là bót nha các bạn, rất là chắc. Từ từ mình sẽ cho các bạn xem những cái chiều sâu của sản phẩm. Vũ á, là quan điểm Vũ á, thương hiệu có thì sẽ càng tốt, vì thương hiệu nó thể hiện sự uy tín. Nhưng có những sản phẩm nó làm rất là tốt và nó không có thương hiệu. Vì không có thương hiệu, họ sẽ tập trung vào chất lượng để tạo ra thương hiệu. Nên cái việc mà sản phẩm mà không có thương hiệu mà Vũ vẫn review á, đâu, Vũ vẫn review bình thường các bạn. Vì nội lực quan trọng là cái năng lực cũng như là cái nội lực của sản phẩm nó tạo ra thôi. Nhưng mà thật ra LD là thương hiệu, là một thương hiệu lớn nha các bạn, trong ngành âm thanh là mọi người đều biết nha. Tại vì chỉ có khách hàng end user chúng ta không biết thôi, người dùng mà karaoke gia đình này chúng ta không biết thôi. Chứ còn đối với anh em làm trong ngành âm thanh thì LD System thì mọi người đều biết. Rồi, thôi Vũ mở một con thôi các bạn, mỗi tay quá. Để Vũ lấy một con size khác. Đấy, tất cả driver riêng hai size, size này size khác các bạn, size khác nhỏ hơn. Để Vũ mở cái con trap cho các bạn xem. Rồi, cameraman, không được rồi, không sao đâu cameraman. Rồi cameraman quay cho mọi người xem đi. Cho Vũ ngồi một cái. Rồi. Rồi Vũ lấy cái con tự thích đây. Ồ, nhỏ hơn miếng nữa. Ồ, size này hết rồi mà ta. Rồi. Rồi, ok. 15. Rồi mở hai cụ trép cho các bạn xem, review cho các bạn coi từng cái. Cứ quay cận cảnh mình mở. Mình không có, mình thì Vũ là không có giấu giếm giếm gì đó. Hàng sao nói vậy. Và Vũ rất là trông đợi cái sản phẩm này được đưa đến tay người dùng. Cũng như là các cha xứ mà những cái, thật ra trên sản phẩm này các bạn, thì thật ra đối với những cái nhà thờ mà chúng ta không có điều kiện á, thì chúng ta sở hữu những cái lo này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thậm chí là so những cái ông mà nổi tiếng, chưa chắc là mấy ông nổi tiếng nó hơn nhau nha. Về thực tế nha, mình đang nói về khả năng thực tế nha. Đó. Đây. Rồi một con nữa là xong. Mỗi tay quá các bạn. Làm sao chắc phải mua máy thiệt. Rồi, ok. Rồi, ok xong. Rồi mình mở cho bạn hai coi các bạn coi hai con nha. Đầu tiên là con này. Cái con này cái từ chà, cameraman có thể cho mình ngồi cái đi cameraman. Mình mỏi chân quá. Rồi, vô. Rồi. Đây, các bạn cùng Vũ ngồi nha. Xin phép các bạn Vũ ngồi nha. Vũ tại video khá dài. Đấy. Và nó khó là bót các bạn. Cái ông hãng này ông sản xuất ra. Đây, đây là cái cũ. Điểm số khung. Đấy. Đấy, từ từ để mình mở cái từng con. Để mình nhấn vít. Không có vít đây, vít chọt này. Rồi các bạn, để bố chọt thôi. Rồi, ok. Đây chính là Private Law của LD System E1. Các bạn thấy không? Thứ nhất, con vừa đủ, không quá to. Đây, tất cả những cái đường viền cũng như cái khung và cái cuồng nhện bên đây đều có ron cao su. Để như Vũ đã chia sẻ, cái này cũng rất là quan trọng. Vì nó là chống rung, rồi chống nhịp, rồi chống tạo tạp âm. Đó, này Vũ đã nói nhiều lần rồi. Và đây củ từ.
thì con này so với cổ tử SE thì SE nó sẽ có phần dày hơn, và so với con này thì nó sẽ không có độ dày, nhưng bù ngược lại là cái đường kính nó rất là to, hầu như là các bạn thấy không, bằng với cái khung không, và hay to đó, và từ ferrite nha các bạn, riêng của mid là từ ferrite đó, nó sẽ giúp cho cái tiếng mid nó rất là đẹp đó. Rồi vải gân, cameraman quay cận được không, màn giấy đó. Đó, gân là gân cao su đó. Đấy, khá là, các bạn nhìn cũ Raver lo, cameraman quay cận cảnh cái Raver lo cho mọi người, từng trên xuống dưới đi, trên dưới nó đồng bộ làm rất là khinh khít luôn, tại vì cái này gọi là một cái máy gọi là CNC, nó đúc ra nguyên khối và nó cắt, nên là mọi thứ nó đều có một sự rất là đều đặn luôn, cả về cái driver này các bạn, cái driver này, cái lỗ này các bạn, là nó vừa khít luôn nha các bạn, nó không có dư nha các bạn, nó vừa khít với củ từ, vừa lọt củ từ này thôi. Đấy, cái driver này nè, đây mình cho các bạn xem này, bạn hiểu nè, đó, nó rất là khít luôn nha, vừa đủ để lọt thôi đó. Rồi xong, mình sẽ tạm thời bỏ cái con này ra một bên đi. Đấy đó. Đó. Rồi mình sẽ mở cái củ driver chép cho các bạn coi. Này các bạn nhìn con chép nè, bạn thấy bên trong không? Cái độ hoàn thiện của anh ta làm rất là tốt, mà mình không khen thì mình không giới thiệu thì lại chúng ta phải nhìn cái độ hoàn thiện của nhiều sản phẩm để chúng ta có sự đánh giá nó. Ây da, khó lấy ra mày. Rồi đây, đây bạn, đây là driver chip, các bạn thấy chưa, cameraman phải xa xa xíu đó, ok vừa đủ nha, các bạn thấy chưa, nhìn chép neo, hai con chép neo các bạn thấy sao, hai cái họng càng đấy, các bạn thấy chưa, các bạn nhìn cái sự chỉnh chu không, nhìn nó rất là chất lượng từ ruột ở bên trong không, đây những cái email, những cái mặt code đầy đủ, cái phần nhựa này cũng có, phần neo nó cũng có, mỗi con nó cũng có dưới đây, đây đây cũng có dưới đây, đây cũng có dưới đây, các bạn thấy chưa, đó bạn thấy chưa đó, và cái cọng nè, rồi cameraman quay ở trong cái họng này giúp Vũ cái đó. Các bạn trước đây Vũ đã thường mở những cái loa AV cho các bạn xem, và Vũ cũng đã mở những cái loa bô cho các bạn xem, thì những cái các bạn thấy họ dán, bạn thấy có thua không đó, không phải là Vũ đem ra Vũ so sánh, nhưng mà phải có sự so sánh các bạn mới có sự nhìn nhận được đó, và các bạn thấy nó có thua những cái ông hãng lớn không, y chang nhau đó, làm rất là tỉ mỉ từ cái cọng dây bọc bọc lại để cho nó tránh ảnh hưởng âm, các bạn nghĩ cái dây này nó là màng trơn các bạn, thực ra nó một phần là chống, nó là vấn đề xử lý không bị bị méo âm nha các bạn, nó không đơn giản là chỉ không, chứ còn không cái này bọc thì chất liệu nào bọc chả được đúng không, nhưng mà nó có điều có hàm ý tất cả. Rồi còn đây cho bạn xem cái khung, mời cameraman cao đứng lên đó, Vũ dở lên vậy các bạn mới biết được nó là hàng đúc nguyên khối. Đây cameraman giữ nguyên cái camera đi, rồi cảm ơn. Rồi đây Vũ nghiêng cho các bạn, đây đây là nó đúc nguyên khối nha các bạn, đấy nguyên khối nhôm, đây từ từ mời các bạn xíu, phá xíu nè, bạn thấy không, nó là đúc nguyên khối, các bạn nghe tiếng viên kim loại rồi, và các bạn coi độ dày nè, độ dày của nó các bạn có thể dựa vào đây đó, cái độ dày nè đó, Vũ không biết gọi là bao nhiêu gem nhưng mà nó rất là dày so với cái thiết kế của cái thước lo này, các bạn thấy nó đáng tiền không đó, rất đáng tiền đúng không, nhưng mà Vũ thấy cái giá nó mềm thật sự, Vũ thấy nó giá nó rất là mềm luôn các bạn đó, ok đó, lỗ vít ốc hay không. Rồi bây giờ Vũ sẽ gắn lại đó, các bạn thấy củ trép người ta làm không, nhìn nó chất lượng không. Rồi ok, rồi quay. Rồi, mình sẽ gắn cái driver kia trước các bạn xem, coi cái cách mình gắn. Đầu tiên nè, như Vũ chia sẻ nó vừa khít nè các bạn nè, ở cameraman quay vậy là hiểu được cái độ khít nè. Đó, nó khít luôn. Đồng ý cái từ nó bự bằng với cái khung luôn á. Làm kinh khủng thật. Đấy, rồi, thôi Vũ gắn lại đi nha. Từ từ. Một, nghe cái khít, thôi các bạn không? Nè, làm lại cái nè. Nghe cái độ bót, cái độ hoàn thiện nè khi gắn vô nè. Từ nó bót lắm. Nói chung là móng tay dài mới mở này ra được. Rồi các bạn nghe nè, cameraman quay này nha. Đó, gắn vô nghe cái khít nó kịch kịch nè. Đó, thấy không? Đồ bên trong ruột nó phải như thế này mới đáng tiền chứ, đáng xài chứ. Đó, tiếp tục con này nha. Rồi, xong.
và đây rẫy nè, rãnh nè, sọt vô nè. Đó, nó vừa đúng khít luôn chứ nó không có thể nào mà di dời đâu được. Và các bạn xuống dưới đây chúng ta nè, cái khoảng cách nè, coi các bạn coi nha, bạn có khoảng cách nè, con miếng này nè, rồi cameraman quay lại chỗ vị trí này giúp vụ. Đây, khoảng cách nè, khoảng cách nè, khoảng cách nè, nó đều tương thích và nó rất là đồng bộ với nhau, không có sự chênh lệch, không có sự méo mó. Đây mình đánh nói về cái độ hoàn thiện của sản phẩm. Rồi, tới con này, cho vô. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Xong. Đấy, các bạn thấy chưa? Như vậy là xong. Vụ sẽ gắn lại thôi. Cái này đơn giản bình thường như vậy, vụ ịn vô là xong rồi. Đấy. Rồi, ok chưa? Rồi. Còn đây là một cái tụm. Đây, mở cái tụm này cho các bạn. Cụm phân tần đây nè, để đánh các bạn đánh phone nữa. Nguyên một cái cụm đây nè. Còn ốc lớn. Các bạn chờ Vũ sẽ đổi cái tay rồi Vũ cho các bạn xem. Review á thì Vũ sẽ review sâu nó như vậy cho luôn các bạn. Nói chung là nói có sách thì mách có chứng. Cứ rõ ràng cụ thể mình tự tin ha. Đấy. Anh em kỹ thuật ở xa ở các nơi đồ có làm nhà thờ đồ á. Những nhà thờ nào mà ngăn sách mà họ hẹp á, nói chung là này là một đồ cũng cao cấp rồi nhưng mà giá thành nó rất là hợp lý. Đó. Chúng ta sẽ làm những cái dòng này cho chúng ta phải mang những sản phẩm chất lượng đến cho người dùng. Đó, thì sau này chúng ta mới được nhiều khách được. Lợi nhuận thì chắc chắn là phải có rồi, nhưng nó hợp lý thôi. Đó, nó vừa đủ cho chúng ta hậu bán hàng sau này. Đấy. Là thủ công luôn. Công nhận cái tool của Boss đã quá ha. Xa xa ra xíu trời ơi. Đó, đầu ốc nè. Rồi, phụ mở ra cho bốn con này. Bung tới bầy luôn. Chưa mở tại vì mở kia làm biến quá. Nó có keo các bạn. Nó có ròn phía dưới nữa. Rồi, nó nặng quá các bạn ạ. Thôi camera mình mở sơ sơ nha. Rồi, từ từ. Nó khít quá, phụ sợ chày từ từ nha các bạn. Từ từ để chày. Đây. Rồi. Mời cameraman. Đó, nguyên một cái tụ nè. Đó, dành cho các hệ von nè, 7 von nè. Đấy. Bát cơm nè, cơm là ngõ cực âm nè. Các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy đồ này đều có ron hết nè. Rất là chỉnh chu nè, rất là sát sao nè, tất cả là mọi thứ đều có ron hết, không có nào mà không có ron cả. Các bạn đừng nghĩ này đây là ron dày thôi nha các bạn. Ở đây ngoài mí này là ron luôn nha. Nó là ron cao su luôn nha. Tại vì nhìn trên các bạn sẽ dễ hiểu lầm tưởng đây là ron thôi. Còn chỗ này không có ron, không có đâu nha. Nó full ron nha. Chẳng qua là cái này nó dày cộm hơn thôi. Cái chỗ này dày cộm hơn chứ ở phía ngoài này là nó vẫn có ron nha. Cao su nha. Đó. Rồi, cameraman quay cái tụ nè cho mọi người coi nè. Các bạn thấy không? Rồi, cho các bạn coi chỗ này nè. Cameraman đi ra phía sau. Cameraman phân tầng nằm trên đây. Trời ơi. Mở ra khó lắm. Nè. Rod Silver Maui 1 rất là rõ ràng luôn. Đó các bạn thấy chưa? Nó ghi nè. Đó. Rod nè, Maui 1 đàng hoàng nè, thấy chưa? Bo mạch làm chỉnh chu. Chỉnh chu và rất là nghiêm túc, dây nhợ rất là dày, khít. Rồi một cái tụ phân tầng nữa kìa. Tụ bên trong nữa kìa. Đây, quay xéo cái cameraman. Phải có cái đèn thì ok. Thôi chắc mọi người thấy rồi. Thôi cho mọi người coi đi. Rất là chỉnh chu. Đó, đó, các bạn thấy chưa? Đó, 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 cameraman đang bật chế độ sáng hết cỡ cho các bạn xem đó. Đó, 38 phút rồi, quay đã 38 phút rồi. Ok, rồi, lui về cameraman ơi, clip dài quá. Rồi, đó. Ok. Thôi, đóng theo đi, mệt quá. Đóng nữa chắc clip cả tiếng luôn á. Nhưng mà nó rất là nặng, các bạn thấy không? Nè, các bạn nhìn đi, không thì các bạn có thể tham xem con số, đây các bạn nhìn đi. 8.6kg cho một cái con loa. Ờ, kinh không? Rồi, 11 driver. Rồi, Vũ để tạm gì nha các bạn, Vũ chỉnh sau đi. Chứ để không dễ đâu mà. Thôi, được rồi, không sao đâu. Rồi, để tạm đi. Ok, như vậy các bạn thấy xem cái video này, các bạn thấy nó có sự thật sự là hấp dẫn không? Và Vũ đã giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới. Và những phòng họp, những nhà thờ chúng ta với một điều kiện mà đòi hỏi có một sản phẩm hay, có một độ chất lượng xịn, có một mức giá hợp lý,
có một cái sự đồng bộ về cái góc độ thẩm mỹ và có một chất âm độ dày, cái mic low tốt, thì MAUI 1 thật sự là đáng các bạn phải quan tâm và chú ý trong những thời điểm, trong thời gian sắp tới. Mình nghĩ là trong thời gian sắp tới MAUI Y1 này nó sẽ, khi mà một số người dùng đã tiếp cận, sẽ có một sự thay đổi rất là nhiều và một sự nhìn nhận của nó. Đó, ở đó là góc độ Vũ. Thì đối với cây này thì Vũ ví dụ vào nhà thờ thì cái cây này các bạn sẽ rải từng cột, cứ một cột, một cây, một cột, một cây. Đó, hoặc là đối với cái cường độ XL và với số lượng private law như thế này á, thì bạn có thể tiết kiệm hơn một cái tiết kiệm hơn là hai cột một cây, vẫn đáp ứng đủ nha bạn, để góc độ tiết kiệm nha, về chi phí, về cái chất lượng âm thanh cũng như là độ lớn nó vẫn đáp ứng được. Còn nếu mà tối ưu hóa thì cứ một cột một cây, đó tùy. Và đây là dành cho những cái giáo dân người ta nghe, hoặc là những thành viên hội họp để người ta nghe. Đó, còn khi mà cần ca đoàn thì sao? Khi mà ở vị trí ca đoàn, khi mà monitor thì chúng ta sẽ chọn những series nào? Thì chúng ta nên chọn series này. Cũng khuyến khích là chúng ta nên sử dụng Watt nha. Rồi, ok, qua tới series này. Đây, cái series này là Vũ rải dành cho những cái thành viên họp, hoặc là những cái giáo dân trong nhà thờ, hoặc là những gọi là, hoặc là những Phật tử trong nhà chùa với số lượng lớn. Còn khi mà đối gọi là trong cái monitor thì Vũ, các bạn nên chọn cái loa này làm monitor, ví dụ là ca đoàn hay là người cần nghe lại để nghe được độ dày. Tại vì biết sao các bạn, tại vì ví dụ là ca đoàn đi, Vũ ví dụ là trong ca đoàn trong nhà thờ đi, thì cái con loa này với cái độ phóng nó rất là dài. Thì khi mà ca đoàn hát ở cường độ và khu vực đó rất rất là nhiều micro, cộng với thường các bạn lưu ý là vị trí ca đoàn thường nằm ở ngay gọi là góc tù, góc hum, thì nó sẽ rất là dễ bị feedback và bị hú lại. Thì chúng ta nên chọn những driver có kích thước to hơn, nôm na là thể gom ra là gọi là hàng BA đi cho các bạn đấy. Đó, nhưng mà với cái khối lượng thì cái nó sẽ được làm micro tốt hơn nè, độ dày rõ nét hơn nè, giảm đi cái độ phóng nè, thì nó sẽ tối ưu hóa hệ thống là sẽ bị giảm hú, giảm rít, và cái đoạn nghe rất là rõ cái tiếng của mình, và độ phóng nó vừa phải, nó không có bị gây chói hoặc là nó bị feedback với micro. Đó, thì chúng ta nên chọn cái này. Thì ở góc độ của Vũ, nếu mà Vũ làm nha, thì tất cả từ trong ra ngoài là Vũ sẽ cho 5-7 cặp thôi, hay là 2-3 cặp con này từ đây đi ra đến ngoài cái cổng luôn, outdoor, indoor gì cho đồng bộ cái này. Nhưng riêng với khu vực mà bị gọi là monitor ngược lại cho những giáo xứ, thì cho cha hay cho ca đoàn á, thì chúng ta nên xài hệ này riêng dành cho ca đoàn để nghe monitor ha các bạn ha. Đó là góc độ của Vũ thôi, còn mọi người lắp sau thì tùy theo hệ thống cũng như là kinh nghiệm của các bạn đó. Còn góc độ của Vũ nhìn nhận là như vậy. Rồi, rất là nhiều sự lựa chọn. Còn về main á thì các bạn có thể linh hoạt, đối với những cái dòng như thế này thì nó sẽ rất là linh hoạt. Quan trọng là cái con cross server, cái con kia nó rất là chủ động. Thứ hai là cái con mixer, và thứ ba là cái micro, để cho nó tương thích và nó phù hợp. Nó đánh con này thì con này nó cần đâu đó, nó ngốn khoảng, bạn thấy nó nhỏ chứ nó ngốn đâu đó cần khoảng 380W power. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video khá là dài cùng với Vũ, nhưng mà một video mang lại cho các bạn cũng như là những khách hàng xem trên kênh YouTube, cũng như là những anh em làm trong nghề âm thanh đang làm, thì chúng ta sẽ biết thêm một những sản phẩm như thế này để chúng ta tìm hiểu nó, chúng ta đi sâu nó, và chúng ta so sánh sự việc, chúng ta mở rộng ra, chúng ta sẽ có sự đón nhận tốt hơn, và càng ngày cái hệ âm thanh nó sẽ càng tốt lên nhiều, và người dùng cũng sẽ được trải nghiệm đồ tốt hơn, rồi sẽ mang ra một cái hệ sinh thái chung. Ok, cảm ơn các bạn đã xem dõi video. Nếu video này hay và các bạn muốn Vũ làm review những video nữa, các bạn hãy để lại comment bên dưới, hoặc các bạn hãy nhìn nhận sản phẩm này ra sao, các bạn hãy để lại comment bên dưới để góp ý cùng Vũ, hoặc có những sản phẩm nào mới hay mà các bạn biết đến mà Vũ mà vẫn chưa tìm ra được, thì có thể comment phía dưới, Vũ sẽ cùng mọi người review và đi tìm hiểu và so sánh cũng như là đánh giá. Đây là hôm nay mổ ruột này, hôm sau Vũ sẽ mổ cái con này cho các bạn cùng xem tại sao Vũ dùng nó làm monitor ha, chứ để không mà mổ thêm con này nữa thì video nó quá dài. Nhưng những con loa này các bạn sẽ đặt Vũ là kênh Vũ là đa phần là lắp karaoke rồi đồ rồ, đúng không? Thì thật ra con này với con này, con nào karaoke cũng được hết cả, con nào cũng đáp ứng đủ điều đó và đáp ứng được luôn cái phần micro karaoke luôn. Nhưng cái vấn đề là nó sẽ phù hợp hơn so với cái hạng mục nhu cầu đó. Đó, còn những khách hàng nào mà nhà to thích lo cột, giá thành hợp lý, đánh hay, nhìn sang có hai màu trắng và đen mà có khoảng cách lý tưởng, thì chúng ta vẫn có thể dùng nó làm karaoke rất là nhiều. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.
hay đừng quên like cho Vũ để có động viên làm nhiều video hơn, chia sẻ cho các bạn cũng như là những anh em âm thanh. Bye bye.